Xin chào tất cả mọi người nhá. Úi dồi ôi, chào chú Lợi nhá. Hello, chào anh em nhá. Oh my god. Chào mọi người quay trở lại vlog tiếp theo. Chú Lợi đang rửa tay. Rửa tay đi để rửa cơ bắp để cho xe ra ngoài. Vậy là bây giờ thì bọn chuẩn bị là đưa chiếc Ford Mustang này vào cái giai đoạn hoàn thiện thôi anh em ạ. Ý là sẽ đuổi ra ngoài và đây là nhân vật chính ngày vlog ngày hôm nay của chúng ta nhá. Sẽ đem chiếc Jetco ra ngoài. Tức là ở vlog này thì chính thức khởi động cái chiến dịch hoàn thiện chiếc Jetco anh em ạ. Đấy, khởi động hoàn thiện chiếc Jetco nha anh em nhá. Anh em chờ đợi chiếc Jetco này. Đây sẽ là chiếc xe thứ hai hoàn thiện trong năm nay anh em nhá. Nhiều anh em bảo là lâu rồi không thấy chiếc Jetco xuất hiện hoặc là có kế hoạch gì cho Jetco. Ngày hôm nay thì thông báo với anh em nhá, là bọn mình vừa lắp bánh vào này, là chuẩn bị đưa ra ngoài trụ sở chính này. Đấy. Chú Lợi lắp cả người vào luôn à. Lắp vào để chạy luôn. Vậy à. Bên Philippines bán luôn. Oh my god. Cái mùi gì thế? Đây là mùi chống chuột đây. Mùi chống chuột vừa xịt vào trong xe xong mà. Sao có mùi kinh thế? Mùi này là mùi kinh nhỉ. Cái này mà nó lên xe thì được đấy. Oh my god. Thôi. Phấn khởi lắm. Tuyệt đối luôn. Như vậy là cái này kế hoạch là sẽ phải đưa con Ford Mustang này dịch ra ngoài kia khoảng 5 km. Hiện tại thì là bọn mình đang chờ cái đèn hậu ấy về kìa, tức là cái lái đèn LED đấy, bọn mình vẫn chưa về được. Thực ra thì những cái chi tiết này đã hoàn thành cơ bản rồi, bọn mình sẽ lắp đèn ở trong video chính của anh em xem về cái đèn pha cũng như đèn hậu ấy mọi người nhá. Nó kính về rồi, nội thất đang làm rồi, mà mình sẽ đẩy ra bắt đầu đưa con Jetco ra ngoài. Ra ngoài nào chú ơi. Đấy, xe chưa? Ra chưa nào? Tức là con này mình chỉ đưa ra ngoài này một chút thôi chứ gì? Cứ đưa ra đến tầm này đi đó. Ra 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 ngoài về đi, ta để còn lấy cái mà lùi con Jetco. Tiến lên tiến xuống. Ra đây ra đây. Ra nào. Ra đâu mọi người ơi, bây giờ ra bọn mình đang đưa bằng con công nhá, ra ngoài nhá. Ôi rồi. Ô. Ô. Sao bên đấy tí, sao bên đấy tí. Đảo 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 sang bên chú Lợi tí. Oh my god. Ôi, cái sàn của tôi trong bay hôm nay. Hôm nay trông nó thật là bơ luôn. Nó không được sạch cho lắm. Trời đất ơi. Thật là bẩn quá đi. Đây là phim mà mình ở dưới thấp quá. Oh my god. Bên trong mọi hôm rửa là rửa bên ngoài, hôm nay mình sẽ phải xử lý. Thế cái sàn này nó đẹp đi. Đúng rồi. Và mọi hôm bọn mình có tìm bút nhưng không thấy anh em ạ. Mất cái bút bỏ. Nhưng hôm nay mình đã trông thấy rồi. Tuyệt vời. Thật là tuyệt đối anh em ạ. Ngon lành quá. Vãi lòng. Thật là vãi lòng. Bây giờ thì là con Ford đã được ra ngoài và nhường sân cho chiếc Jetco này, nhân vật chủ chốt trong vlog ngày hôm nay và trong kế hoạch tuần tới, thời gian tới của mình. Đó là siêu phẩm Jetco anh em ạ. Đấy, nhiều anh em trông chờ Jetco lắm rồi đúng không? Ngày hôm nay thì thỏa mãn cái sự mong muốn của anh em đây. Nào mình sẽ đưa Jetco ra ngoài và chuẩn bị cho cái việc mà chế tạo chế tác. Lát nữa thì mình rửa cả hai xe luôn chút nhỉ. Để cho cái tiến độ hoàn thiện của chiếc xe trong năm nay thì bọn mình sẽ cố gắng là hoàn thiện được xong hai chiếc xe. Đó là để cho kế hoạch càng sớm thì mình phải đẩy con xe ra để vào những công việc đầu tiên của nó là phải hoàn thiện cái cửa đấy, kính đấy, mang cá đấy, mắt đèn và lưỡi đèn lưỡi cái này gọi là gì nhỉ? Cản gió. Cản trước đấy. Líp cản trước. Lại mắt đèn đấy. Và đặc biệt là bộ mâm chính hãng
đặt đặt CNC đấy. Bấm CNC thì đấy làm là xong rồi. Những cái hơn đó quá, những cái đặt bấm như là trước mình vẫn làm nhưng mà đợt này có thể một làm đẹp hơn. Bấm CNC về rồi nhưng mà chưa lấy về, chưa có tiền nên là vẫn còn đang để ở nhà ông chủ. Anh em đấy, chưa có tiền cho anh em nhá. Cưng nhỉ, lâu ngày rồi đấy cưng nhỉ. Chờ rửa, rút cái này vào đã chứ. Phải rút cái này vào mới ra chứ. Đây rồi, khai quật. Bạn cái kho mình là khá ngon, mình đang có kế hoạch là mua cái bộ mâm mới, anh em thấy đồng ý không? Tức là làm một cái bộ mâm mới, xì cái kia kìa. Cái xì ở trên hình ảnh anh em nhìn thấy không? Đây này, mâm giống này, bạn này. Đấy. Như kìa, ở đuôi kìa. Kế hoạch là làm một cái bộ mâm mới cho con chick này cho nó tuyệt vời hơn. Cái gì? Khoát vào đi chứ. Không cần phải ký đâu Hưng ạ. Ôi bùa được mà, bùa được mà. Để cho nó vào túi bóng chưa? Mình cho vào nghe. Trong thời gian tới thì còn rất là nhiều công đoạn khó khăn. Mong anh em xem và ủng hộ mình. Và có những cái gì mà bọn mình chưa biết thì anh em xin được luận thứ. Bình luận ở dưới để bọn mình được tham khảo những ý kiến đóng góp anh em nhá. Học hỏi nha. Học hỏi. Ví dụ con này nó rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn này. Cánh cửa này, kính này, cánh gió này, cái cánh gió nó to mà. Bật. Thì mình chưa biết là nên làm cái gì nó phù hợp. Có thật không? Đúng, đúng ra đúng ra là phải ngày nắng ngày rửa là đúng á chứ gì. Thì vậy ngày xưa anh đi làm nhà hàng, ngày xưa anh đi làm nhà hàng ấy ngày nào cũng rửa, cái tối là rửa nó mới sạch được. Mùi thơm em nồng say. Trong kỳ nghỉ mùng 29 rồi các bạn có đi chơi, chơi ở đâu xa không? Hãy đến Hạ Long chúng tôi chơi. Hạ Long ơi, ôi trời ơi. Mùng 29 vừa rồi. Vừa rồi đấy, là xong rồi. Ở xong rồi má. Xong rồi đấy, em bị sống ảo à. Ý là trong thời gian vừa rồi các bạn chơi đâu nữa không? Nếu còn thời gian nghỉ bạn hãy đến đây chơi tiếp. Các bạn chơi lắm nữa. Đấy, cháu vẫn có này, một dấu ấn niêm phong của à. Chết đấy, được đấy. Cái màu vàng và đỏ đỏ này. Đấy là cái gì? Đấu, dấu ấn dân chơi. Đấu vào cổng à. Đấu dân chơi đấy. Dấu bàn chân đi về phía mặt trời. Dấu bàn tay, dấu bàn chân đi về hướng mặt trời. Yeah. Oh. Come on, let's go. Xong rồi chị Bình khám đâu ta, đứa lợi phải không? Gì ngồi trên cầu, ngồi ở phía đằng sau. Phía sau lưng anh này có người ấy đấy phải không? Ôi, oh my god, một cái ổ điện rất chi là nguy hiểm vừa được thể hiện bởi cứ nên rút ra không nói trước được điều gì. Ổ điện thì không có điện nhưng mà mình
cái dây này xuống là nước vào là ăn hết đầu dây càng. Đúng rồi. Bao nhiêu một lần như vậy đâu? Và thật là tuyệt vời. Chú đợi ra phát mình ra. À đã. Đồng nguyên chất à? Đồng nước vào là ăn rồi. Đã từng học điện rồi đó. Nó chín quá mà. Quá từng học điện rồi. Ở đây trông con kho giống như con nhà như kiểu cát chê nhỉ. Ừ. Thời gian cháu thích con Zco này hơn này. Kho ai cũng thích. Kho các bạn ở bên nước ngoài thích lắm. Mỹ này. Xe có biết bắt xe này, xe cùng dòng xe có bắt Mỹ mà. Ai dắt bài gian. Hơn tỷ hả? Một quả chưa đủ đâu nhỉ. Cho ra đây, cứ đây. Ra đi Hưng nghe. Đây có cánh gió này, đuôi to à. Con này cánh gió này. Đây là cái cảng sau. Cảng sau nó có hai mấy cánh gió bé ở dưới. Nhưng mà nó là chỉ để còn nữa. Chứ nó không một cảng xe kín đi. Ở đây nó hốc qua vậy. Đấy, thì bé nó lại hốc vậy. Ba nó hốc kìa. Anh em xem. Nhớ là xem trên kênh chính để xem cái video của con này. Xem đi xem lại mà. Mình thả trên trời trở xuống. Thả trên trời thả xuống. Đẹp đẹp. Kinh khủng khiếp luôn, tám lợn luôn. Ra rồi. Thả xuống luôn. Thả xuống đây. Oh my god. Wow. Mà đi chưa. Lên nào chứ mà. Ô sao không ngờ cho cái này. Đây nào, lên lên đi. Bánh không đến được không? Thả lái ra chú. Kéo mà. Qua. Bỏ kia không? Quay không? Em quay điện đi. Đi xuống cái nào. Quản lý không quay cả. Thank you.
qua đấy có lại mặt răng bông nguyên một tí là ra được mà nữa nhét tới kéo không. Xe lên chỗ đụng rồi. Góc đâm được rồi vậy không được. Đi ngang thì sao được chứ. Cháu đúng ăn cháu thử. Lên lên xuống xuống.
bên đấy không được à chú? Cái đó đấy. Đẩy bên đấy là ra đó à. Bên đùng này kéo bên kia ba người đẩy sang là ra. Không cần phải gì. Không cần phải kê nữa. Ừ. Đấy giờ, đấy giờ. Còn ngon hơn. Thấy chưa? Còn hơn là. Một tí nữa. Một tí. Nuôi phải lăn. Phát nữa thì vừa phát nữa thì ngon. Nhà nó nhắn nhỉ. Vừa dễ hơn nhỉ. Đang bên xúc sơn xe sau là đắt tiền hơn đấy nhá. Tùy bắn lên vậy. Quả đi à, bắn rồi. Rồi đến giờ một đỏ rồi dễ hơn là 3-4 phần rồi. Ừ đấy, khóa đi. Tay vào. Thì cái phòng này Hưng ạ, em giữ cái phòng này trong để em mình rửa bao nhiêu cái xe em đi thôi. Hai ông xếp hàng mình chung ngay ấy nhỉ. Xếp hàng chung ngay đi. Đấy em thấy không? Hai con xe này xếp song song. Khá là ok đấy. Khá là bình thường. Chỗ này đẹp thế. Chỗ này đẹp. Này. Nhà này lắm, siêu xe đấy. Đó, đó. Nhưng hoàn thiện này. Báo là hoàn thiện đấy nhá. Báo à. Anh này không làm xe anh ra được làm gì? Không, phải nói kiểu trầm xuống tí đi. Tôi thì có mày đây. Hơi cao, chẳng hơi cao. Dạ nhé. Mình còn dắt củ ở chỗ này. Chết chết đi. Mấy dính hết nhỉ? Nó có cái cánh gió nữa. Dạ. 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 Con máy bay chú giống trong sông sắt á. Ok, bây giờ mình rửa thôi, anh em ạ. Rửa trong bộ kia đi trước nhé. Thì trong kia trước đi. Hả? 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 Lau mì chú. Lau lên màu đi. Vào đây.
luôn nha. Anh em mà xem video mà bọn mình test cái xe đấy thì cái độ cao của cả cái xe này rơi xuống, xong rồi về những chỗ nào mà nó yếu yếu khác đấy nó bong ra, nhưng mà cái hệ thống xe của mình vẫn là ok. Xong là thả theo xong rồi sau lại drip luôn. Giá tái. Nói chung là con xe lần này bọn mình nếu về nói về con xe vô bọn kia con Mustang là bọn mình khá là đầu tư về về bài thử nghiệm mà về test đấy, đúng không? Nhưng con xe đợt trước bọn mình không có một phát nào để drift cả, tức là đang chạy ga cao mà quành gấp đấy, là những cái con Pagani này, Ferrari này, với lại Bugatti đầu mình chưa có một con nào để chạy tốc độ cao như thế. Nhưng mà hai con này đều đều vậy, con nào cũng drift hết nhỉ? Đấy, hai con này thì con nào cũng được drift. Ông bác này đi đâu anh? Đi lên. Anh em thấy con xe này không? Bọn mình khi mà chưa lắp đèn, nhưng mà hệ thống điện bên trong nó chạy rất là nhiều rồi. Đấy, anh em có thể thấy là toàn bộ dây điện mình đã chạy từ dưới lên đây thì nó mới hoạt động được con xe này. Bởi vì nó là cái số vô lăng này, điện chìa khóa này, điện đề này, nói chung ở trên này hết. Còn như con mất tang cái thì nó chưa có bao nhiêu điện, bởi vì máy nó nằm ở bên trên hết, chạy điện bên trên hết. Con này có đèn, cái ở giữa này là phải thêm cho 3-4 đường dây nữa cơ. Con này chắc là bọn mình sẽ sử dụng lại, xong bắt đầu là thiết kế cho đúng kiểu của cái con Jet Bull luôn. Quạt ai, một quạt khác không kìa. Có thời gian chờ đợi vừa rồi vừa quá, bọn mình cũng đã làm cái sàn này. Bây giờ nó khá là sạch sẽ rồi anh em, đẹp đẽ rồi. Đấy. Cái con này là bọn mình sơn được hết phần khung, được đẹp hết, tức là cho nó một cái phần màu đỏ. Và một màu khung này. Còn như con Mustang này thì bọn mình chưa có thời gian của sơn động cơ này. Ở video tới thì bọn mình sẽ làm cái sơn động cơ và hoàn thiện những chi tiết đẹp nhất về phần vỏ. Và cái phần động cơ là cái sơn màu để cho nó đẹp lên. Ở trong video này thì anh em hãy bình luận và chia sẻ của mình là cho mình có cái ý kiến của là cái cánh cửa này và cái kết cấu nhá. Nói chung là cánh cửa này sẽ phải nghiên cứu rất là nhiều đây. Có thêm những cái động lực để mình làm và những cái ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn này làm sao rồi mình sẽ cách mở cửa ra như thế nào, nó xoay lên kiểu sao để cho nó được lên như cửa như con chép vô thực thụ đấy. Đấy nghe không? Đấy là cái khó nhất của mình đang lo lắng nữa này. Thứ hai nữa là cái kính này bọn mình muốn làm liền. Vấn đề kính này bọn mình nhắc rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là một cái điều nan giải của bọn mình. Đây có đường cong nhiều quá. Đấy, cho nên mình phải cân nhắc cái đó này. Nếu anh đấy mà các anh ấy làm cho mình thì là đẹp quá, thì đó phải làm cái kính làm mà hai nửa. Còn nếu mà không làm thì bắt buộc mình phải làm cái kính hai nửa để che đi. Ở giữa có một cái
ở giữa có cái gạt mưa ở chứ? Đấy, ở giữa nó có cái gạt mưa này. Thì là bắt buộc thì là nếu mà mình mà không làm được cả cái căn tròn qua bầy thì bắt buộc mình sẽ phải làm chia đôi làm nửa. Thì nửa có gạt mưa sẽ che được cái phần của xẻ đôi cái kính ra. Tuy là nó che được đi nhưng mà tôi cũng không hoàn thiện. Mình chỉ muốn làm sao một cái kính này nó được chuẩn nhất thì là đẹp nhất. Đấy. Còn phần kính cửa này thì kính cửa con này thì lại dễ này. Còn ở trên đây về cái khoang này có khi bọn mình sẽ làm bằng polycarbonate, bởi vì cái này nó cũng bé mà độ tức là độ lấy ánh sáng thì không cần lắm. Trên này mình sẽ làm sau này sẽ phủ một lớp tấm phim mờ đấy để che toàn bộ cái phần này. Đúng đây, khoang động cơ đoạn này thì nó có một cái ngăn nữa này, nhưng mà sau này đến cơ mà làm hoàn thiện mình sẽ tính chi tiết và làm những đoạn ngăn này nó ok nhất. Đó. Và đặc biệt là phía sau này cũng như những nhiều chiếc xe trước đây thì bọn mình sẽ đổ EOC để cho nó lên một cái màu đỏ hoàn thiện anh em nhé. Đấy, hai bên luôn màu đỏ là sẽ đổ EOC cũng như là bọn mình đã mua và làm cho con Ford Mustang trước cái này cũng thế. Đấy. Sau này cái mâm về nó sẽ rộng cái mảnh máy ra, nếu mà nó sẽ to cái máy ra. Nó to hơn. Còn nếu mà cái tỷ lệ nó mà lắp vào mà nó vẫn to với một cái size của này, cái size về đấy, thì bọn mình sẽ hạ cái đòn bẩy đấy. Cái đòn bẩy đó còn mình có thể năng là tăng và giảm được cái đòn bẩy bên trong để nâng cái sóc lên hoặc hạ cái sóc xuống. Đấy là cái điều bọn mình đã tính toán từ trước rồi. Thì hiện tại thì mình làm xong thì nó vẫn còn kiểu để nó thoáng đáng, sau này nó còn cái mâm to đùng mà cái bánh to đùng nữa anh ạ. Đấy. Nói chung là bắt đầu là trong vlog này trở đi là mình sẽ triển khai con này rồi anh em ạ. Con kia đang chờ đèn về nó lắp vào, mình sơn qua lượt lượt là đem ra đường làm nền thôi anh em ạ. Tóc này là tóc của cabin của cô mà. Thì là đường trước này là một đôi, hai chiếc, còn đường sau là bốn chiếc, mỗi bên hai chiếc. Đúng rồi. Thì con xe này thì cái độ nhú của nó đây. Độ nhún của nó sẽ không được như con Ford Mustang anh em ạ. Con Ford Mustang là cái sóc của con Toyota Crown đợt trước cũ, cho nên là cái sóc của nó mềm, rất là mềm. Con này thì nó khá cứng, nhưng mà thường thường mình thấy bộ siêu xe nó phải cứng như thế cơ. Ủa sao? Có cái thùng rác kia. Bên kia. Đẹp như hai con chiếc bàn mà đẹp gì? Xong xong rồi. Cái này anh em cho thấy cái cản này nó bằng sắt thôi. Nhưng mà mấy nữa là mình sẽ làm xong. Xong ở đây nó có hộp gió phân na này. Nó phân ngăn cách ống gió ra bên đây và bên kia. Ở dưới nó có một tải. À, nước cản nhiệt. Thì sau khi đi đấy thì bọn mình sẽ sơn màu đen, hoặc là mình sẽ nhúng carbon cả hay không mình chưa biết được, mà vấn đề là lưới này của xe thật nó carbon hết thì nó được cái màu nó hòa đậm, nó như kiểu một cái lướt gió ở dưới trông khá là đẹp luôn. Đây tương tự như ở trên kia, ở hai cái cản đen này thì bọn mình chưa có làm anh em ạ. Đấy, hai cái lọc đen này là hai cái gió của cái màu đen ở trên kia giờ chưa có. Cái này mình làm cho mình sẽ lắp ghép bên ngoài giống như những chiếc xe khác. Được, trước cái máy này mình sợ nó cao đấy anh ạ, nhưng mà sau khi mà mình đã nâng được hai cái vành bánh lên một chút thì nó cũng có cách được ra khoảng một phân, thì khi động cơ hoạt động nó không chạm vào vỏ, không chạm vào vỏ nữa. Đấy là cái điều rất là ok rồi. Okay. Con này thì hiện tại là nó khá là ổn áp rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào hoàn thiện chủ yếu là phần mềm này. Nền thôi. Và đèn thì chắc ok. Đèn đang chờ cái led nữa thôi. Led cái nền này quan trọng nhất này. Cái nền này khi mà nó không thẳng đấy,
sơn lên trong khi ra ngoài trời mà anh nắng sương là nó sẽ có những cái lồi đó, cho nên là làm cái phần bề mặt, cái nền bề mặt này là khó nhất, lâu nhất. Đấy. Còn toàn bộ ví dụ như form này, rồi thì chỗ nào là đã ok rồi, cái này chỉ còn phần bề mặt nữa thôi. Và đặc biệt nội thất con này thì cắt xong anh em nhá. Ghế là xong rồi, vô lăng đang may. Đang may hả? Vô lăng đang xử lý. À đấy, vậy thì gần như là xong hết rồi. Táp ly, táp ly. Là... cho nó sạch sẽ xong rồi về lắp ghép rồi nữa. Em một ngày hay xem táp ly thế nào, có gửi đi không? Không biết là mình làm. Ở đấy, còn táp ly nữa. Táp ly với lại... cái ốp vô lăng ấy. Cái trần này có khi mình làm đi. Vâng. Nếu mọc ra thì mình làm. Cái này còn phải chọn màu nữa cơ. Thì nó sẽ nổi bật. Đang bảo không biết sơn màu gì ấy chú ạ. Đây nếu mà phía đây là một con xe đầu tay của chúng mình không có cái kích thước để đo anh em ạ. Rồi cái mấy con xe này có đồ chưa có mấy con hình đồ chơi để đo này. Đúng rồi, không có kích thước để đo mà mình sẽ làm theo góc nhìn quán tính mỗi anh em một công đoạn. Làm anh em nào làm công đoạn nào anh em là phải nhìn ảnh ở cái công đoạn đấy. Cho nên là nó đôi khi nó không biết là nó có đúng với lại cái trong hình ảnh thật hay không, nhưng mà mình sẽ cảm thấy vậy khá là ưng ý rồi. Được cái động cơ của con xe này rất là ngon luôn, vô thừa rau à, vô gặp mà nắp ở chỗ này đâu nhỉ? Dạ, đi rồi kìa. Đây như anh em thấy đây, cái máy này mình chưa hề sơn qua hoặc chưa hề đụng chạm vào màu sơn nào. Mà mấy hôm nữa mình sẽ xử lý đánh rửa sạch sẽ, sơn màu cho nó. Cái máy nào nó sẽ như một cái máy mới luôn. Nhìn đét luôn. Nhìn đét luôn. Nhìn đi. Ngon nhỉ nhỉ. Thái xe xếp hàng. Anh em ai chiếc xe xếp hàng như này nhìn khá là đẳng cấp luôn. Đẹp đấy. Hai con mà xếp đồng song song này là đẹp đấy. Con này bắt đầu con này đi làm sao? Đây là đi tham gia gimbal 3000 đây. Năm sau ấy, năm sau mà bọn mình hoàn thiện hết thì nếu mà có cái sự kiện nào mà để đi trưng bày chơi như thế đó, đợt trước là bọn mình mang con Pagani với con Bugatti ra ngoài Hạ Long đấy, thì mình sẽ mang một loạt xe này ra. Và đây là xe của chúng mình đã tự tay chế thủ công từng chút một lên. Đấy cũng là một cái niềm vui đấy anh em ạ. Niềm sung sướng. Tuyệt đẹp cho anh em ơi, như vậy là khá là tuyệt vời rồi. Anh mình ra ngoài cho anh nhìn nữa. Đấy, xếp hàng hai chiếc xe xếp hàng vào nhau. Đây buổi tối rồi nhé mọi người nhé. Chiếc xe này hiện tại mình tạm thời là tức là mình đang chờ mấy cái đèn led này về này. Đang chờ mấy đèn led này, mình đang đặt cái đèn đỏ. Còn không có bản như này xong lắp đèn led trong một đêm ra ngoài, chắc là xem đêm ra ngoài buổi tối chứ nhỉ. Đúng rồi. Con này mình mang ra tầm tối tối để mình quay thì nó sẽ phản chiếu được cái ánh đèn bọn mình hoàn thiện.
Nó là ra ngoài đường cho anh em xem tí này nhỉ. Ví dụ hôm nào mình làm xong đèn mình sẽ đem ra ngoài cho anh em nhìn thấy là cái khả năng vận hành sáng nữa. Thế đâu? Akinano này. Tại hiện tại là ngày hôm sau rồi mọi người ạ. Đấy, bọn mình hôm qua thì có rửa ngay thì nó khô rồi. Và kế hoạch thì đầu tiên là chú Lợi đang căn chỉnh lại. Đây, hồi sáng này chú Lợi có đo đạc và tính toán cái hệ thống cột A rồi này mọi người. Đấy, thì có một cái thông tin rất là quan trọng trong ngày hôm nay gửi tới anh em, đó là cái kính này này nó cao như thế này. Nhưng mà nhà máy người ta đã đưa ra qua thông báo là người ta có thể làm được rồi anh em ạ. Nhưng mà có một cái đặc biệt, tức là cái kính này nó có độ cong rất là lớn, nên là cái trong quá trình sản xuất ấy, cái tỷ lệ rủi ro rất là cao, nên là giá thành của cái kính này rất là đắt hơn so với mấy kính của chiếc Ford Mustang kia kìa. Nhưng mà nó ở trong cái mức mà ok được anh em ạ. Thì bọn mình sẽ có một cái phương án rồi anh em nhé, tức là sẽ làm cái kính này ở nhà máy luôn, tức là không làm một hai mảnh như hôm qua chú Lợi có đưa ra phương án là nếu như trường hợp xấu thì làm hai mảnh, nhưng mà vậy là làm một mảnh thôi anh em ạ, phải không chú? Ủa? Là có tuyệt vời đấy nhỉ? Chú đang làm cái gì? Ủa, chú vừa đi in cái này à? Vừa in cái đấy mà nó còn mờ nhưng mà chắc vẫn được. In cái để chú đánh dấu điểm các điểm à? Kính sau này tới đây phải không? Kính vào đây à? Tới đây cơ à? Gần đến đây luôn. Thì đây nó chỉ cần hai cái kính, một cái kính của cửa, mấy kính nó là gần đấu đầu với nhau. Vậy thì cái kính này ấy, công vận chuyển về mọi thứ nó cũng sẽ đắt đấy, tại vì là nó cong mà người ta sẽ phải đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và cẩn thận trong cái giao hàng nữa. Rồi, hôm nay là chú đang có cái kế hoạch gì hả chú? Đây, cắt cái viền này mới đo lại cái cửa này. Xong để sau này mình sẽ cắt cửa. Cái bánh răng của cửa, bánh răng vuông góc 90 độ chưa về. Bánh răng ấy thì nó vẫn đang trên quá trình, tức là người ta chuyển rồi, người ta mang thông báo mình người ta chuyển rồi. Chắc là ngày 1, ngày 2 vẫn về đến đây thôi. Ngày 2 vẫn về đến đây thì mình cứ chuẩn bị ra được vừa. Hôm nay thì vẫn Zco, Ford thì mình sẽ hạn chế xử lý thôi anh em ạ. Ford thì mình đang cái mặt trước này cũng sẽ sơn vào, nhưng mà đang chờ sơn nhá. Với lại chủ yếu là cái quan trọng nhất là chờ đèn. Chờ cái đèn đấy mà mình bị lỗi đèn, thế là phải mua đèn khác. Thế là chưa quay lên video chính cho anh em xem được, anh em thông cảm giúp bọn mình. Và tuần này vừa có con Zco thả trên trời từ bộ cao là 2 cây số xuống anh em ạ. Thì anh em và ủng hộ bọn mình 2 cây số thôi, 2000 mét thôi chứ. Đấy chú Lợi tính toán đấy, còn đoạn này này, tức là có thể là video này đầu tiên thì bọn mình sẽ tiến hành là làm cái hình dạng của nó. Ở phía trước này mọi người thấy là Nùng đang tính toán cái kế hoạch làm, có thể là bọn mình sẽ làm cái cảng gió phía trước này, làm cái cảng gió phía trước này mọi người nhé. Đấy, còn nó cái cánh cửa mọi thứ thì vẫn đang trong quá trình tính toán, và cái cánh cửa thì rất là phức tạp, nên là bọn mình sẽ làm lần lượt, cứ thế nào làm được là mình sẽ triển khai luôn. Còn vậy thôi, những con xe này mà cái này còn rất nhiều chi tiết nên là cứ triển khai anh em ạ. Cảng gió này, mang cá này, cánh gió này, khuôn kính, đặc biệt là khuôn kính này sẽ phải gửi đi Hà Nội này. Ok, biết bắt đầu thôi anh em ơi. Đấy là chưa? Cái vành rộng đen này có khi không cần nhiệt, nó không làm vành rộng đen này. Đó,
hay là cái chỗ này là chuyện ăn đo ra phần kính trước kính sau với lại cột A. Hình như là sáng này thịt nướng nhà bên cạnh đúng không ạ? Nhà đấy. Bảo sao thơm vậy, lại đói thế. Đói hỏng hết ruột luôn. Sang hay là đúng xin cậy quen biết. Cậy em biết sang xin một đĩa thịt nướng. Quen con gái nhà đấy lại còn cái bạn Facebook là quen luôn. Bạn Facebook còn mời nhau ăn cưới không nữa, bây giờ mình sao mình mua, kiểu gì người ta cũng ngại, người ta không lấy tiền chú nhỉ. Kiểu gì lắm anh em nhỉ. Ôi nhà cô bán thật ra thịt nướng là cháu à, cái nướng mùi thịt nướng nhà này cũng tôi thích. Ở ngoài chợ thì thịt nướng nó không như này, không có mùi đặc trưng như này, thì bán cháu mua một đĩa nhỉ, chả lẽ ai người ta lại lấy tiền phải không chú nhỉ. Mình làm luôn. Ừ mình làm nói mình cho nó nghe ai. Lấy bát này đi ăn mua thịt nướng đấy. Người ta ăn nướng không? Không cần quen, đã cứ câu mưa mua là không cần quen. Một rằng Giang mình nói câu mua cháu không mua rẻ, một là mua hai là cho. Đúng vậy nhờ chú nhờ đói khi nghe mọi bọn mình ở hàng xóm nhà mình hôm nay là có thịt nướng thơm lừng ngay, chú cháu mình đói lắm không chú nhờ. Hàng xóm đi qua nghe thấy xách thằng cho một đĩa nhờ. Vâng. Nếu mà vậy thì bây giờ T1 thì lái cái gì được? Chắc thủy hoặc là vườn già và lái xe phân khối lớn. Nếu mà hồi ra tận thủ gươm già thủ tục hành chính hả chú nhỉ? Rồi từ trước nay vẫn đi được thì vẫn cứ để đi chứ nhỉ?
xe lợi đang bắt đầu tiến hành chuẩn bị cắt cái phần cái này là viền kính rồi các. Đây là loại bỏ các phần thừa, đây là phần thừa các. Đúng rồi. Để cắt những phần thừa đi. Thừa rộng vết nhỉ. Thừa khá là rộng luôn. Thế rồi mình đang định là bắt đầu làm cái đất sét để gì đây anh em ạ? Thế này đó, xong rồi hắn lát nó hắn mài xong. Cắt đây là vừa cắt rồi là xuống. Cắt rồi. Ta bơ lại cho nó. Ồ. Buộc dưới nhỉ. Buộc dưới bằng lên lấy xiết buộc á. Buộc dưới mặt đất hất lên đấy, vít lên hợp lý thôi. Ừ, đó. Tại vì còn cái sống này mà. Thấy không? Ừ, biết rồi, đang ở cái mặt trên đây mà. Mặt trên đấy. Cái này hình sau, mình cứ làm dưới trước đi. Nhờ. Yeah,
con này nè, nó là một dạng mà đi lên là nó bị phản gốc ấy. Đúng rồi, tắt cái thang kia được. Đầu dưới cái bé thì cũng đỡ bất lượng. Đầu tiên thì cũng đỡ bất. Nhưng mà mình đoán phát phải đoán cả, không đoán lên trường. Thế là nó vậy. Đoán phát này đoán hết thì là chút cũng quá. Thank you.
Chuẩn bị ra đấy nhá. Chuẩn bị ra đấy, mở chưa đấy. Cái ghế đỏ đâu nhỉ? Chú đợi nhỉ? Chú thấy ông đếm nhỉ? Chú thấy cái ghế đỏ không? Vâng. Cái ghế đỏ cháu đặt cái quay thấp thấp tí. Bắt đầu tiến hành và buộc rồi anh em ạ. Đấy. Buộc vào để đắp đất. Thật là hay hay hay. Làm như kia mới có chứa đất vào thì nó mới đỡ được anh ạ, chứ không thì nó sẽ không đỡ được. Buồn hang á. Trên đây là cắt xong cái này rồi, con này mình sẽ tính đến cái phần cắt cửa anh ạ. Ở đây cắt cửa, cửa ra nhưng mà không này cửa mở, mở lên thì mới được. Cái này tính cắt cửa mình phải tìm lại cái khuôn kính cửa ở trước, nhưng vì chiều dài của nó khá là xa. Cái nhựa này đến khi mình lấy ra nó không dễ anh ạ. Tôi đội đến anh lũ đấy chú. Hay thế. Ngày xưa chú học có học giỏi toán không chú? Không. Thằng cu bé này từ nãy giờ đứng ở cổng làm gì? Hả? À, lần bố hả? Có lần bố lợi không? Đi vào xem xe hả? À xong vào mà cứ sợ vậy. Bên cạnh này, cái sửa bên cạnh này vào các chị cho xem. Xem ấy, màu xanh màu vàng ấy. Nhá, tuyệt vời không? Thấy thế nào? Tuyệt vời á. Ờ. Tay chống tay rồi sau cái nhiều cụ vậy. Ê, có đi hôm nay đi ăn ở nhà bác Tuyên thân à? Vậy hả? Có thịt nướng phải không? Thơm lừng nghe phải không? Mẹ ngoan lắm ấy, không mang sang cho bọn anh ăn mấy. Hả? Chịu á? Làm sao mà chịu? Mày về mày lấy một miếng ở đây cho anh Đồng ăn mấy. Qua đâu ăn cơm đâu mày hả? Ăn đồ của em. Mang dây ra đi. Đây, đây đó. Đây làm gì?
vừa lúc xe vậy. Có hôm nay có ăn cơm không ở Kim Anh? Có ăn cơm nhà không ấy? Không à. Ừ, có việc gì mà lại không ăn? Con này mà tổ chức sự kiện mà không mời mọi người ngay. Chịu ấy. Cái gì đấy chú? Cắt lầm vỗ chứ. Chú vẽ tạm đúng không? Cắt luôn đi. Không. Không cắt được. Nó quay kia là quay cánh cửa nó hơi phức tạp. Không, vẽ là vậy đó. Nhân tính cái cánh cửa này cắt ra vẽ để lâu á. Cái cơ mà làm lâu á. Bây giờ chỉ vẽ thôi chứ, chứ cắt. Vẽ rồi. Quái kinh cái thằng cu bé nó có thịt nướng nó ăn mà bốn đứa cháu mình đói. Về ông bố cầm lên đây nha. Thèm thịt nướng quá. Thằng cái xóm có thịt nướng ăn anh em ạ. Kính cái gì mà kính? Thèm là chứ mình thường. Đúng rồi, không dấu diếm chứ nhỉ. Tại nhớ bây giờ thấy nó ăn mình nuốt nước bọt mình bố không thèm à. Ừ. Giả vờ à nhỉ. Vô tư vẫn định ra xin nó một nửa miếng mà nó nhai kỹ quá. Chú lại bỏ tao, chú lại bỏ là chú nhai một ít, chú nhai một phút. Một chú lại nhai chắc là không kịp nhai, mất tích, nó khóc lên đi. Đúng nữa cái vụ ngày xưa Huy đè nhét ra lấy xui không? Còn một miếng xôi gấp nụ ưng ạ. Còn miếng xôi gấp mà nhét nó chanh vết của anh kia. Thế là bọn cái đuổi nhét nút hết vào mồm. Thế là nó đè ra. Cạy mồm ra. Cạy mồm ra chứ được ăn. Cái chi là kinh khủng. Hưng có phải em Hưng? Hả? Cái gì? Cái gì? Má còn xôi bé tẹo quay đi. Cái hồng xôi bé thế ai ăn. Mà mày còn liếm liếm. Mày còn liếm liếm thế kia thì. Chú lỗi. Còn tí vậy ai không ăn. Bằng tiếng như này quay video nhá. Mọi anh quay video lại là một cái cảnh mà anh lấy nhiều mới lấy. Lấy ít là người ta bảo lấy mệnh mang tiếng. Ăn được thật ăn. Không được nhả ra. Ăn hết đi. Xôi phải có thịt nha được chứ ăn xôi không khô. Không biết. Hoặc là một lon nước ngọt cốc sữa đi. Xôi có thịt đâu? Xôi ruốc không? Xôi ruốc không? Không. Tôi không ăn đâu. Đã cho mà cho nó ra hồn nào. Lần sau người ta bảo ít nói ít hiểu nhiều chứ. Người ta bảo xin nắm xôi là phải bao gồm cái con tôm, là bao gồm miếng giò, hoặc là ít nhất là mày có đem một con cù kỳ. Đấy. Đủ được không chú ơi? Hả? Người ta lấy. Ăn hết đi. Ăn hết đi. Không được mất đâu nha. Đồ ăn thức phẩm đấy. Lào nháo. Qua cơn đói mới đem đến. Hết đói rồi nhá. Nhưng ăn kìa, nó ăn kìa. Có cả canh nữa. Lon nước. Bò húc hoặc là cái gì đó nhỉ? Coca Pepsi. Nha.
tối diệu. Ông cụ à? Béo lắm rồi, mập lắm rồi. Ăn cho lắm vào. Yêu cứ vậy. Cứ vậy. Hai quay chứ. Ai xị đây? Ai xị ai quá? Có người yêu hoài. Cả hôm nay cũng muốn mình này có người yêu. Đừng quay. Sao? Cũng muốn mình muốn lại cứ đáng nhận hốt. Có phải đang có người yêu không? Hả? Mấy cái bọn chuẩn bị tiến lên vào phần đắp đất rồi anh em ạ. Đấy. Cái này là đi vào công đoạn là đắp đất. Lưới này còn thiếu, không đắp cái kia ra thì làm sao mà đỡ được đất rồi. Cuối cùng rồi nhỉ. Kia kìa. Chỗ kia phải buộc vào thêm mảnh nữa mới đắp được đất ra đấy. Đây là góc buộc cái chỗ này vào. Đấy. Cái này tí. Sĩ không trả sĩ đâu. Hứa nè, rộ. Chúng mình có người yêu tí, tí vào sĩ điện lắm. Ngoài sĩ. Mọi người cứ đồn đoán là mình có người yêu. Sĩ mình có người yêu đâu. Mình có người yêu sĩ lắm anh em ạ. Sĩ thôi rồi, bây giờ cậy là cứ để mình vừa hắn ra ngoài nhắn rồi. Bây giờ nhá, cả họ này có bố mình nhá, có người yêu. Quay, quay chưa nhá. Anh nghĩ anh trong kia đang đào đất. Một tay đào mỏ. Đang mỏ chuyên nghiệp. Một tay đào mỏ chuyên nghiệp. Tay kia tay bỏ đào mỏ kìa. Đấy. Đào mỏ. Thằng gì đắp mỏ sắp chết. Tay này là tay mang mỏ để tạo lên cái đúng không? Có bột mới gột lên hồ. Có đất sét thì mới làm lên. Có đất thì mới làm đá con. Ôi giời ơi. Hiện tại là đang có người yêu nên là mình ra cho cái công việc đây chỗ này nhà đất bột, nhà chỗ này chuyên làm mỏ. Cái này phải con gái là toàn đi kia kiểu gạ con trai. Đưa đi bằng tiếng này. Nhé. Yeah. Phải con gái là toàn mang đi để gạ con trai. Mọi tiền. Nhé. Thế gọi là đào mỏ đấy. Pháo hức. Chưa. Ok là ok la. Ok la. Sĩ không sĩ mấy, sĩ vừa vừa. Mà đấy giờ nó hướng này nó khác phải không? Bắt đầu phát triển mạnh hơn. Độ sĩ độ sĩ nó phát triển lên này. Nghe anh chả sĩ đâu. Nhưng mà mình có người yêu cơ ngoài vậy đó xem nó gì. Trân trọng những gì mình đang có đó. Bắt đầu. Nó mất đi rồi không lấy lại đâu. Mất đi rồi thì thôi. Bắt đầu đấy. Bắt đầu sĩ đấy. Không một sĩ. Đấy chưa, mình đang đắp rồi, nó còn nhé mình. Trận những gì mình đang có. Không mà. Thế em chưa làm mic về hay. Đôi khi là đang có 4 mic ấy, mỗi người một mic, xong rồi ai nói là chỉ được nói thôi. Đỡ phải đưa mic của người này người kia chứ nhỉ. Ta nói người yêu với sĩ mẹ. Thực tế thôi, thực tế luôn luôn đấy. Là đúng kìa, nói nó đào mỏ nó đang gì buồn kia. Cảm
Một thằng này thì đắp mỏ. Con gái con gái thì thiếu gì không giới thiệu với mày đâu đại ngập em giới thiệu đi cho ngoài em giới thiệu ảnh cái vậy cùng anh em với cậu cũng vậy anh có phải đây thằng này là thằng này là cậu này ngoài cậu thằng này là có cháu gái này thằng này là có em gái này thế là thằng này thì gọi thằng này là cậu này không rồi thằng này lại gọi thằng này là anh này thì nó rối ren rối ren mì mụt ấy mịt mù rối ren đấy sắp thừa bục xuống đấy tại chức trong gia đình thì đang là bác còn trong gia đình thì là thằng này là bác tức là anh của bố thằng này điều chưa anh của bố mà cái này thằng này nó lại gọi mình là anh mẹ anh mỗi mẹ mặc miếng như vậy không hiểu điều gì thì anh em xem cho một cái ý kiến là nên gọi kiểu sao cho hợp lý nữa vừa bác vừa anh vừa cháu vừa bác vừa anh vừa cháu trong cái đám này là lộn mù tù vèo nói chung là tình cảm của nó đang dạn nứt rồi dạn nứt rồi không còn như lúc xưa nữa. Đấy, đấy. Về nên là cái gì ta đang bố tình cảm chú cháu vậy người ta chỉ nghĩ chú cháu ở đâu ra cậu cháu anh em anh em không anh ừ không ta bố là không không cậu cháu là không có người yêu rồi đuổi đây này chưa cắt à bên này cắt chưa cắt rồi chết trả rồi không có người yêu rồi cắt cái gì mực mực cái gì không có người yêu tao cho đôi xong chưa đánh phát được giờ đánh mấy phát rồi đi phát nữa rồi chả được đánh chấm nhé đánh chấm là cái gì xả xả không khí à xả nha đưa mấy máy dài qua với chó xả đấy mọi người quá là tuyệt vời luôn mọi người thấy tuyệt vời chưa? Đây là những hình ảnh chân thực nhất từ hiện trường gửi về với mọi người nhé. Hiện tại là vlog cũng khá là dài rồi, với lại là mình đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc. Ok. Cái này mình trên ấn bản chỉ nó khô xong thì mình sẽ xử lý sau nhé. Ok, bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình. Nhớ nào ủng hộ mình bằng cách là chờ đợi bọn mình ở video tiếp theo nhé, bye bye mọi người. Video tiếp theo là mình sẽ cào đất cho anh em xem.